Tuyệt rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin FPNC. Ngay bây giờ xin mời quý vị theo dõi những thông tin như sau. Thưa quý vị, theo bình chọn của tạp chí Forbes Asia, năm 2015 có 3 doanh nghiệp Việt Nam được vào top 200 công ty tốt nhất châu Á-Thái Bình Dương. Lễ trao giải cho các doanh nghiệp tốt nhất châu Á-Thái Bình Dương mới diễn ra tại Malaysia. Trong đó, Việt Nam có 3 đại diện được xướng tên gồm bóng đèn điện quang Vinasun và đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Đây là những doanh nghiệp được chọn ra từ 17.000 doanh nghiệp trên khắp khu vực, có doanh thu hàng năm từ 5 triệu đến 1 tỷ đô la Mỹ, đã niêm yết ít nhất là 1 năm, có doanh thu và lợi nhuận liên tục tăng trưởng trong 12 tháng trong suốt 3 năm liền. Tỷ lệ lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu cũng là tiêu chí để xét chọn doanh nghiệp sáng giá nhất trong xếp hạng này. Trước đó vào năm 2010, Vinamilk đã trở thành đại diện đầu tiên của Việt Nam có mặt trong xếp hạng này. Sau đó, số doanh nghiệp Việt Nam được vinh danh trong bảng xếp hạng hàng năm của Forbes cứ tăng dần. Đến năm 2011, Việt Nam đã từng có đến 10 doanh nghiệp góp mặt trong danh sách trên. Theo Cục Thuế Hà Nội, tính đến hết tháng 10, Cục đã công khai 357 đơn vị nợ thuế. Trong số này thì đã có 58% đơn vị nộp vào ngân sách nhà nước gần 1.300 tỷ đồng, 31 dự án đã nộp lại hơn 820 tỷ đồng tiền sử dụng đất. Cục Thuế Hà Nội cho biết việc nêu tên doanh nghiệp đã giúp thu hồi nợ thuế nhanh hơn. Nhiều doanh nghiệp khác cũng chủ động liên lạc với cơ quan thuế để có kế hoạch nộp lại cho ngân sách. Cục Thuế Hà Nội cũng cho biết sẽ tiếp tục công khai 113 đơn vị nợ thuế trong đợt 5 với tổng số nợ thuế gần 213 tỷ đồng. Cơ quan này sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế bằng hình thức thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng với những trường hợp vẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, có doanh thu bán hàng, có dòng tiền luân chuyển vẫn nợ thuế hoặc các dự án đã bán hàng thu tiền nhưng vẫn nợ tiền sử dụng đất. Xin mời quý vị cùng theo dõi những thông tin tiếp theo. Thành phố Hồ Chí Minh vừa đồng ý phương án cho phép dùng 3 khu đất tại quận 9 và quận 7 để đàm phán với nhà đầu tư lấy dự án chống ngập theo hình thức BT, tức đổi đất lấy hạ tầng. Để có dự án chống ngập do triều cường, Thành phố Hồ Chí Minh mới đây đã đồng ý đổi cho nhà đầu tư 3 khu đất với tổng diện tích gần 80.000 m2, trong đó riêng khu đất trung tâm hạt nhân ở quận 9 có diện tích lớn nhất 42.000 m2, một khu đất khác ở đường Đỗ Xuân Hợp có diện tích hơn 31.000 m2 và khu đất thứ ba thuộc khu đô thị mới Nam thành phố tại quận 7, rộng 5.500 m2. Hiện Thành phố Hồ Chí Minh được bao bọc bởi ba con sông là Đồng Nai, Sài Gòn và Vàm Cỏ. Khi triều cường chạm 1,5 m thì có 2/3 diện tích thành phố sẽ ở dưới đỉnh triều. Dù vậy, vì triều cường trong chục năm qua luôn ở mức đỉnh, nên các công trình chống ngập hiện nay chỉ đáp ứng được 10% so với thực tế. Do đó, dự kiến trong 5 năm tới, Thành phố Hồ Chí Minh cần khoảng 68.000 tỷ đồng để xây hàng ngàn km cống thoát nước, nạo vét hàng ngàn km kênh rạch và xây cả trăm hồ điều tiết đê bao. Thưa quý vị, sau 2 năm từ khi thực hiện quyết định số 62 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn, đến nay đã đạt được một số kết quả khả quan. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vướng mắc chưa tháo gỡ được, yêu cầu cần có biện pháp khắc phục. Đây là thông tin được đưa ra tại buổi báo cáo kết quả 2 năm thực hiện quyết định số 62 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn vừa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tồn tại lớn nhất của chính sách khuyến khích hợp tác liên kết sản xuất nông sản là tốc độ mở rộng diện tích liên kết cánh đồng lớn, tức là kiểu cánh đồng mà nông dân trồng một loại giống xác định dưới sự hỗ trợ giống, cây trồng và kỹ thuật của hợp tác xã hoặc doanh nghiệp còn chậm. Tính chung cả nước, diện tích cánh đồng lớn mới đạt khoảng 4% diện tích canh tác, đồng thời tỷ lệ thành công của những hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản còn thấp. Theo ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, mục tiêu quan trọng nhất trong hợp tác liên kết xây dựng cánh đồng lớn là tiêu thụ nông sản với giá cả hợp lý cho nông dân. Tuy nhiên, trên thực tế, tỷ lệ thành công hợp đồng tiêu thụ nông sản mới chỉ đạt mức khoảng từ 20 đến 30%. Theo ông Nguyễn Minh Tú, Vụ trưởng Vụ Hợp tác xã, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiện nay có tình trạng đứt khúc trong giá trị sản xuất nông sản. Có nghĩa là 3 khâu gồm khâu đầu vào sản xuất nông sản, khâu 2 là sản xuất do người nông dân trực tiếp thực hiện tại địa phương và khâu 3 là đầu ra, dịch vụ tiêu thụ không liên kết chặt chẽ với nhau. Đồng thời, khâu 2 lại là khâu chịu thiệt nhiều nhất. Cái đặc trưng của nông sản là cái sản phẩm mà rất khó bảo quản, cần phải bảo quản tốt và hai là cần phải chế biến thì chúng ta lại chưa có những cái biện pháp để xử lý đối với nông sản một cách thích hợp. Vì vậy nông sản chúng ta chủ yếu bán thô. Cái thứ hai là mà đã bán thô thì giá rất thấp. Cũng theo ông Tú, nhà nước đã có chính sách hỗ trợ nhưng vẫn chưa hỗ trợ trực tiếp cho nông dân mà qua khâu trung gian là chủ yếu. Ngoài ra đặc trưng của nông sản là sản phẩm khó bảo quản. Tuy vậy, khâu bảo quản nông sản xử lý về chất lượng tới nay vẫn chưa có phương pháp thích hợp, dẫn đến đầu ra của nông sản chủ yếu là sản phẩm thô. Việc này đồng nghĩa với giá bán thấp, nông dân không có động lực duy trì sản xuất.
Thưa quý vị, gỗ dăm là loại gỗ chủ yếu trong sản phẩm gỗ xuất khẩu của Việt Nam bởi yêu cầu sản xuất không cao, nhưng trên thực tế giá trị gia tăng của sản phẩm này rất thấp so với các sản phẩm gỗ chế biến khác. Do vậy, hạn chế sản xuất gỗ dăm là yêu cầu đặt ra ở hiện tại. Những biện pháp nào để thực hiện hướng đi trên, xin mời quý vị cùng theo dõi một phóng sự ngắn ngay sau đây. Những năm qua, lượng gỗ dăm mà Việt Nam sản xuất và xuất khẩu ngày càng tăng. Theo thống kê của Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, hàng năm tỷ lệ sản xuất gỗ dăm của Việt Nam tăng từ 10 đến 15%. Sở dĩ mặt hàng này được đẩy mạnh là do có ưu thế thời gian sản xuất nhanh, rừng chất lượng thấp vẫn có thể cung cấp nguyên liệu được. Tuy nhiên, giá trị gia tăng của mặt hàng này lại rất thấp so với các sản phẩm gỗ xuất khẩu khác. Trong khi đó, khối lượng nguyên liệu gỗ cung cấp cho hoạt động chế biến này lại rất cao. Trong năm vừa qua, sản xuất gỗ dăm đạt 7,7 tỷ tấn, nhưng cần nguồn nguyên liệu lên tới 11 triệu mét khối gỗ. Tuy nhiên, giá trị gia tăng chỉ đạt 900 triệu đô la Mỹ. Nếu tính về thời gian, công sức của công nhân cũng như đầu tư hệ thống máy móc phục vụ sản xuất thì lợi nhuận mang lại không cao. Tình thế này bắt buộc các hiệp hội gỗ nói riêng và toàn ngành gỗ nói chung phải bước sang hướng đi mới, nơi không có đường mòn cho sản phẩm gỗ dăm. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Bá Ngãi, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, không thể dùng biện pháp hành chính để xử lý vấn đề kinh tế này mà cần phải có chính sách khuyến khích các công ty lâm nghiệp đầu tư sâu hơn vào gỗ ghép thanh hay các loại khác thay vì đầu tư vào gỗ dăm. Đồng thời, thực hiện thay thế rừng trồng nguyên liệu sản xuất gỗ dăm sang loại rừng cung cấp cho ngành chế biến các sản phẩm gỗ khác. Chúng ta phải có một chính sách để chuyển hóa rừng gỗ nhỏ sang rừng gỗ lớn. Chứ rừng gỗ nhỏ người ta nông dân đang này, chúng ta có chính sách khuyến khích cho họ để họ kéo dài cái chu kỳ thời gian để sang rừng gỗ lớn người dân. Nhưng muốn để người ta dân sống được trong thời gian chờ đợi, chúng ta phải có chính sách hỗ trợ cho họ. Nói như vậy không có nghĩa là cứ trồng hết rừng gỗ lớn và bỏ hẳn sản xuất gỗ dăm, mà là hạn chế với số lượng ít và sản xuất để cung cấp trong nước là phần nhiều. Bởi nếu đột ngột thay đổi hoặc dừng hẳn hoàn toàn gỗ dăm sẽ ảnh hưởng trực tiếp ngay đến nguồn thu nhập của nông dân. Đồng thời, loại gỗ này vẫn có thể sử dụng trong nước để chế biến ra các sản phẩm khác. Khuyến khích để người trồng rừng kéo dài chu kỳ ra thì cái gỗ lớn nó sẽ nhiều lên. Gỗ lớn nhiều lên thì đưa vào chế biến được. Còn cái gỗ nhỏ đương nhiên vẫn phải cho dăm. Và tốt nhất dăm là sử dụng trong nước để làm giấy và bột giấy và làm MDF thì là chúng ta khuyến khích theo cái con đường như vậy. Trên hết, cần có mối liên kết giữa người trồng rừng và doanh nghiệp chế biến gỗ. Theo ông Nguyễn Tôn Quyền, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, mặc dù phương án này đã được đưa ra từ lâu, nhưng đến nay vẫn chưa có ai thực hiện tốt, đồng thời chưa có đầu tàu triển khai. Việc liên kết là cần thiết bởi người trồng rừng có gỗ, còn doanh nghiệp gỗ lại có kinh phí, có thị trường và đầu ra. Do vậy, cần phải kết nối và gắn chặt mối quan hệ cộng hưởng này. Bên cạnh đó, để tiết kiệm thời gian vận chuyển, đồng thời góp phần thúc đẩy nông dân tiếp xúc trực tiếp với thành phẩm do mình làm ra, thì việc xây dựng những nhà máy trung gian ở khu vực trung tâm thuận tiện cho quá trình vận chuyển là cần thiết. Tại những cái trung tâm mà trồng rừng và gỗ rừng trồng, thì tốt nhất nên có những cái nhà máy trung gian để người ta làm ra ván ép, ván dăm, ván MDF, hoặc xẻ nó ra, sấy, ghép thanh, bào bổ mặt, ghép thanh trung lại, rồi mới vận chuyển đến các cái vùng sản xuất ở khu vực miền Đông Nam Bộ. Thì như vậy cái hiệu quả kinh tế cao hơn, giúp cho nhân dân ở tại các cái địa phương đó sử dụng được sản phẩm do chính mình trồng ra và tham gia vào chuỗi cung ứng nguyên vật liệu của nước nhà. Cũng theo ông Hạnh, một khi đầu tư vào chế biến gỗ sâu có lợi nhuận, đòi hỏi máy móc công nghệ cao hơn, thì tự khắc các hộ nông dân sẽ đầu tư thêm để đẩy mạnh sản xuất. Ngoài ra, phía Hiệp hội Lâm sản và các cơ quan ban ngành cần thúc đẩy hơn nữa các hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường sản phẩm, từ đó tạo cơ hội cho các doanh nghiệp được gặp gỡ, giao lưu và tìm đầu ra cho sản phẩm gỗ. Có như vậy, nông dân mới yên tâm sản xuất. Chuỗi liên kết giữa nông dân, doanh nghiệp và thị trường cũng trở nên bền vững, chặt chẽ từng khâu. Cập nhật diễn biến của thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, thị trường chứng khoán tiếp tục điều chỉnh giảm trong phiên giao dịch ngày 11 tháng 11. Nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn trong tình trạng bị bán mạnh khiến cho các chỉ số không có cơ hội đảo chiều. Sau một phiên điều chỉnh mạnh liền trước, chỉ số VN-Index khởi động khá chậm chạp vào thời điểm đầu phiên. Nhóm ngành ô tô tiếp tục diễn biến tích cực so với thị trường chung. Bên cạnh đó, sắc xanh tại Vinamilk và BVH của Bảo Việt đã giúp cho chỉ số lấy lại đà tăng điểm. Diễn biến của thị trường khá giằng co trong phiên buổi sáng với hoạt động giao dịch thận trọng của các nhà đầu tư. Bước sang phiên chiều, một kịch bản được lặp lại khi càng về cuối phiên, VN-Index lại càng giảm điểm. Nếu như trước đó Vinamilk còn giúp chỉ số giữ được nhịp tăng, thì diễn biến hiện tại trở nên thiếu tích cực. Áp lực bán gia tăng đẩy nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn chuyển đỏ. Chỉ số sàn HOSE tiếp tục mất mốc hỗ trợ 605 điểm. Đóng cửa thị trường, VN-Index giảm 0,3% xuống còn 603,53 điểm, thanh khoản chỉ hơn 1.900 tỷ đồng, ứng với trên 95 triệu đơn vị được chuyển nhượng. Diễn biến tại sàn Hà Nội khá tương đồng với chỉ số sàn HOSE khi giảm điểm mạnh dần về cuối phiên. Các cổ phiếu chủ chốt đều trong tình trạng bán mạnh. Số lượng mã giảm chiếm ưu thế so với số mã tăng giá.
Khép phiên, HNX Index giảm 0,4% về mốc 80,53 điểm, khối lượng giao dịch chỉ còn hơn 37 triệu đơn vị, tương đương với chưa đến 400 tỷ đồng. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin thời sự nổi bật trong nước. Còn bây giờ thì Minh Vi xin mời quý vị đến với những tin tức nổi bật ở khu vực châu Á. Mua sắm trên mạng tại Trung Quốc sôi động trong ngày lễ độc thân 11 tháng 11. Nhật Bản ra mắt chiếc máy bay tự sản xuất đầu tiên sau 50 năm.